Xin chào các tình yêu của chị chim xinh. Lâu lắm rồi chúng ta không tô các nhân vật của phim hình Doraemon đúng không nè. Ngày hôm nay chị chim xinh đã chọn hình nhân vật Shizuka. Cô nàng rất là dễ mến trong phim hình Doraemon. Và ở đây chị chim xinh có rất là nhiều màu cát. Những hạt cát rất là mịn, có pha kèm kim tuyến để tạo độ lấp lánh cho cát. Đẹp lắm phải không nè? Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô màu bức tranh cát này nhé.